Tại huyện Ngọc Hiển có khoảng 53.000 ha với 11.000 hộ sản xuất theo quy mô tôm rừng. Trong đó có khoảng 20.000 ha vùng nuôi tôm sinh thái được chứng nhận quốc tế với năng suất bình quân đạt 250 kg trên 1 ha một năm. Người ta cũng khuyến khích, ta động viên cho mình nuôi bằng mọi cách để nhìn thấy lại là mình đã hiểu rõ là con tôm sinh thái, là con tôm có chất lượng cao. Tại sao là mình phải nói là nuôi tôm kết hợp trồng rừng là gì? Con thấy ở đây mình nuôi tôm không cho phép là dùng thức ăn. Là 1 kg là nó 20 con là nó 250 ngàn hiện nay. Nhưng mà so với tôm công nghiệp là chỉ có 100, 230 ngàn thôi ạ. Nếu mà nuôi trồng sinh thái thì không có dùng một chất thuốc gì để gọi là tôm tăng trưởng hết trơn á. Gọi là tôm thiên nhiên mà. Để rồi nó ăn những cái ấu trùng của sinh thái biển. Tôm nó tự phát, tự lớn. Cà Mau mình là cái nguồn thủy sản là chất lượng nó rất là cao về mặt con tôm. Cho nên là đặc sản Cà Mau là con tôm, cua. Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là một trong những đơn vị tiên phong đi đầu trong phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng. Các dự án đều được triển khai từ năm 2013. Đến nay qua 10 năm kiên trì thực hiện đã có trên 9.500 ha với 2.100 hộ nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng đạt chứng nhận quốc tế. Có 3 nhóm là các chứng nhận hữu cơ, chứng nhận BAP và AC, chứng nhận BAB tôm rừng và được cấp vào ngày 29 tháng 6 năm 2023. Đây cũng là chứng nhận đầu tiên nhất ở trên thế giới mô hình BAB của Mỹ. Và hy vọng đến năm 2030 thì chúng tôi có thể tăng gấp 3 lần cái diện tích hiện tại để đáp ứng nhu cầu khắt khe hơn của thị trường trên thế giới. Cà Mau hiện có hơn 280.000 ha nuôi tôm theo loại hình quảng canh cải tiến, thâm canh, siêu thâm canh. Sản lượng đạt từ 100.000 tấn trên năm, trong đó có gần 30.000 tấn tôm sinh thái. Có chất lượng và giá trị cao như tôm rừng, tôm lúa. Đây là thế mạnh không nơi nào có được, góp phần tạo nên thương hiệu tôm Việt Nam nổi tiếng thế giới. Vận động người dân để thực hiện cái quy trình đảm bảo được cái chứng nhận quốc tế để chúng ta có thể nâng được cái giá trị sản phẩm tôm rừng và giữ được cái môi trường cũng như cái sự phát triển ổn định lâu dài. Thì đó là cái mục tiêu lớn nhất mà được cái sự chỉ đạo của huyện cũng như xã đang thực hiện. Được nâng cao cái giá trị như vậy thì phát triển được cái kinh tế cũng là một cái điều kiện thuận lợi cho xã để phấn đấu đến năm 2024 mà xã đạt cái chuẩn nông thôn mới. Và năm 2023 sẽ phát triển thêm 9.000 ha nữa. Thì cái số còn lại sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo 24-25. Vận động tuyên truyền người dân một mặt là phải đảm bảo về tỷ lệ rừng. Cái thứ hai nữa là đảm bảo về mặt môi trường. Cái thứ ba nữa là chấp hành cái quy luật thời vụ để nuôi, áp dụng các khoa học công nghệ làm như thế nào nuôi cho nó đảm bảo cái tỷ lệ và năng suất chất lượng. Đối với để làm như thế nào đó có đủ điều kiện để thâm nhập vào các cái thị trường khó tính. Đến nay, tôm Cà Mau đã được các tổ chức cấp 9 loại chứng nhận quốc tế và đã có mặt trên 90 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó có 4 thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc. Thực tế cho thấy các mặt hàng từ tôm rừng đã góp phần quan trọng, có vai trò quyết định cho sự phát triển của ngành tôm Việt Nam hiện tại cũng như trong tương lai.